Xưa đó anh học trường Nguyễn Hoàng, ngày hai bữa đi về đường Quang Trung, và chiều chiều trên con phố buồn yêu cùng người yêu anh thường hò hẹn, tình nồng thêm chất ngất man say. Hôm anh xa rời Quảng Trị, trời đổ mưa mây mù giăng thành phố, người yêu đứng bên đường lặng lẽ buồn, tình lưu luyến đau lòng người ra đi. Nhìn tạ từ ôi con phố buồn yêu, hẹn cùng ai mai ngày trở lại, đường tình xưa tiếng nói hẹn. Rồi đời anh như chim bay vào bão tố, một hôm nghe quân thù về cướp quê hương, súng đạn của giặc thù cày nát tim người nghèo nàn, máu lửa ngập tràn phủ kín quê hương. Khi nghe tin anh trở về tìm người yêu trong vòng vây đạn pháo, thành phố đó bây giờ đầy xác người, đường phố đó bây giờ là tang hoang, và tìm hoài sao không thấy người xưa. Đường buồn hiu âm thầm một mình, giờ còn ai tiếp nối hẹn hò. Giờ còn ai